Nếu bạn đột nhiên có siêu năng lực dịch chuyển tức thời thì bạn sẽ làm gì? Cậu thanh niên này bất ngờ có một siêu năng lực như vậy, nhưng việc mà anh nghĩ đến đầu tiên là cướp ngân hàng. Anh ta liền tưởng tượng ra cảnh kho chứa tiền của ngân hàng. Ngay lập tức anh đã đến với một bao tải cầm trên tay. Anh cầm tiền về lại tiếp tục dịch chuyển đến lấy tiền. Lặp lại vài lần như vậy, chẳng mấy chốc căn phòng của anh đã là ngân hàng thứ hai. Xem xong chắc các bạn cũng muốn có siêu năng lực này. Vậy năng lực này từ đâu mà ra? Hãy cùng mình theo dõi bộ phim này nhé. Nhân vật chính của chúng ta tên là David. Một hôm vào buổi trời tuyết đông lạnh, anh đang tặng cô gái mình yêu một quả pha lê. Cô Emily có vẻ rất hứng thú, nhưng từ đâu có một thằng nhãi danh đến phá. Hắn giật lấy quả pha lê, sau đó ném ra mặt hồ bị đóng băng. David phẫn nộ đi đến chỗ quả cầu để nhặt nó về cho Emily. Chính lúc đó mặt băng bị vỡ, David anh bị rơi xuống nước lạnh. Anh làm mọi cách cũng không thể nào thoát ra khỏi mặt băng. Khi David anh sắp ngạt thở thì đột nhiên dòng nước chuyển động mạnh, dịch chuyển anh đến một thư viện. Mọi người ở trong đó không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ngay cả bản thân David cũng chả hiểu chuyện quái quỷ gì. Anh ngáo đá bước ra trường với bộ quần áo ướt sũng. Ngay sau khi anh về đến nhà, thì anh gặp một con sâu rượu. Người đó chính là bố anh. Ông ta la mắng chửi anh không sót một câu nào. Vì không muốn nghe những lời nói đó, anh liền mở cửa ra thì anh lại dịch chuyển đến thư viện. Anh chợt nhận ra bản thân mình có siêu năng lực dịch chuyển tức thời. Sau đó anh dịch chuyển về nhà lấy hết tiền rồi rời đi. Bản thân anh cũng không muốn sống trong căn nhà này nữa. Trước khi đi, anh cũng không quên để lại quả cầu pha lê cho Emily. Nhanh chóng cậu đã di chuyển đến một thành phố mới. Cậu thuê được một phòng khách sạn để dừng chân. Ngày hôm sau anh bắt đầu luyện tập. Cuối cùng anh điều khiển được thuần thục siêu năng lực này. Chỉ cần nghĩ đến nơi cần muốn đến thì ngay lập tức sẽ đến nơi. Chẳng mấy chốc anh cũng hết tiền. Điều anh nghĩ đến là cướp ngân hàng. Đầu tiên là anh nhắm mục tiêu đến ngân hàng, lấy cớ đi nhờ nhà vệ sinh. Tiếp theo là định hình nơi cất giấu tiền của ngân hàng. Đêm hôm đó anh bắt đầu hành động. Mọi thứ đã chuẩn bị hoàn tất. Anh nhắm mắt và bắt đầu cảm nhận. Một giây sau anh đã đến kho tiền của ngân hàng. Anh hưng phấn gom tiền và dịch chuyển về phòng. Chẳng mấy chốc tiền đã tràn ngập căn phòng của anh. Chỉ cần sau vài phút anh đã trở thành tỷ phú. Buổi sáng hôm sau, biết được thông tin tiền trong ngân hàng không cánh mà bay, cảnh sát đã đến điều tra vụ trộm đặc biệt này. Còn về phía David, sau khi trở thành tỷ phú, cậu ta sống đúng chất của một tầng lớp thượng lưu. Anh thuê nguyên một tòa khách sạn đắt nhất lúc bấy giờ ở thành phố, nhẹ nhàng tận hưởng một cuộc sống xa hoa. Anh còn có cả một kho cất giữ tiền, nhẹ nhàng cầm một cục tiền lên đồ đi tán tỉnh mấy em xinh tươi. Với khuôn mặt điển trai và giàu đó, chẳng cô gái nào có thể thoát khỏi củ khoai của anh. Buổi sáng thì anh lướt sóng ở bờ biển Hawaii. Buổi chiều thì anh ngồi trên đầu của tượng nhân sư ăn tối. Cùng thời điểm đó, ở trong một khu rừng, có một người đang bị trói trên cây. Cậu ta cũng có khả năng dịch chuyển tức thời giống như David. Còn người đàn ông tóc trắng kia tên là Quickfin. Ông ta là trưởng nhóm của một biệt đội có khả năng chuyên đi tiêu diệt những người có siêu năng lực. Vì những người sở hữu siêu năng lực này sẽ phá vỡ sự cân bằng của thế giới. Không nhiều lời, một phát đâm khiến anh ta mất mạng ngay lập tức. Lúc này ông ta nhận được một cuộc điện thoại từ phía đồng nghiệp của mình, thông báo đã tìm ra tung tích của kẻ trộm ngân hàng. Người đó không ai chính là David đẹp trai khoai tây của chúng ta. Ông đã ngay lập tức đã chờ đợi David từ trong nhà của anh. David cũng nghĩ ông ta là một thằng cảnh sát bình thường. Cậu ung dung tự tại, cho đến khi cậu định dịch chuyển rời đi, thì bị ông ta dùng vũ khí đánh ngất xỉu. Ông ta dí điện anh như một con cờ hó. Khả năng dịch chuyển của anh bị ông ta khống chế hoàn toàn. Ông ta càng ngày càng mạnh tay với anh. David biết nếu không nhanh chóng rời khỏi đây chắc chắn sẽ chết. Cậu ngắt dòng điện và dịch chuyển vào kho tiền bí mật bên trong. Nhân lúc ông ta không chú ý, anh liền cầm vài túi tiền và dịch chuyển đi. Anh dịch chuyển trở về nhà cũ, nghe thấy tiếng động, ông bố liền tìm kiếm. Vì nhiều năm không gặp anh nên ông đã nhớ con trai mình phát khùng. Anh đáp trả người bố rằng ông không điên rồi lập tức rời đi. Phía đại ca đầu trắng vì không bắt được David, ông ta đã lục lọi đồ của David để tìm manh mối. Ông ta tìm thấy bức ảnh của Emily, tất nhiên là ông ta nhắm đến người mà anh thầm thương trộm nhớ. Bên phía David, vì lâu không gặp Emily nên anh đã tìm đến cô, nhưng không ngờ anh lại có một tên trẻ trâu gây chuyện. Hắn cũng chính là người mà ném quả cầu pha lê ngày trước. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, lần này anh giải quyết mối thù cũ lẫn mới. Trong chốc lát anh dịch chuyển hắn đến kho tiền của ngân hàng. Sau đó, lần này là tù mọt gông nha bé. Sau đó David rời đi không dấu vết. Rất nhanh, anh đầu trắng đến ép hung anh ta. Còn David đã đưa Emily về nơi ở của mình. Họ trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy. Hai người từ đó trở thành cặp tình nhân. Trải qua những ngày tháng hạnh phúc, David anh đưa Emily đi tham quan đấu trường La Mã đã bỏ hoang từ thế kỷ trước. Trong khi David khám phá tòa thành thì đã bắt gặp Xuân Tóc Đỏ. Anh ta cũng có khả năng dịch chuyển. Hai người nói chuyện một lúc lâu thì người của tổ chức cũng đã đuổi đến. Người của tổ chức bắn máy súng ra một sợi dây có năng lượng điện, trói David lại. Sau khi khống chế được David, người tổ chức quay sang tấn công Xuân Tóc Đỏ. Anh có vẻ rất thành thạo trong việc sử dụng siêu năng lực của mình.
Anh ta nhanh chóng tránh né tất cả mọi đòn tấn công của tổ chức, anh còn không ngừng khiêu khích lại và phản đam với tốc độ tia chớp. Vài chiêu đã đánh gục mấy tên còn lại, sau đó đưa bọn người đó đến nơi khác. David anh nhanh chóng đuổi theo, hóa ra việc này đã diễn ra mấy thế kỷ rồi. Những người của tổ chức này sẽ đuổi cùng giết tận những kẻ có siêu năng lực, kể cả những người thân đều cũng sẽ lui lụy. David ngay lập tức dịch chuyển về đưa Emily rời khỏi nơi đây, thì cảnh sát cũng đến và bắt cả hai người về đồn. Mẹ của David đột nhiên xuất hiện nơi đây, kêu David chạy trốn và tránh xa Emily ra. Vì sợ Emily gặp nguy hiểm nên hai người đã tạm biệt nhau. Về phía anh thủ lĩnh đầu bạc, vì không thể truy lùng ra thông tin của David, nên ông ta đã tìm đến bố của David. Hai người nói chuyện một hồi lâu, rồi bố của David hứa có thông thì gì thì sẽ báo cho ông biết. Đến khi David trở về nhà, thì cậu đã thấy bố của mình nằm trên vũng máu. Vì việc này đã làm cho David hoàn toàn nổi giận, cậu quyết tâm phải báo thù cho bố của mình. David anh đã tìm đến tên ném quả pha lê để xả cơn giận. Hắn cũng thừa nhận là đã khai mọi tên thủ lĩnh đầu bạc nghe. David nhận ra người tiếp theo gặp nguy hiểm chính là Emily. Ngay lập tức anh tìm đến anh bạn Xuân Tóc Đỏ để nhờ sự giúp đỡ. Nhưng Xuân Tóc Đỏ kêu anh quá yếu và đã từ chối lời đề nghị của anh. Nhưng đẹp trai không bằng trai mặt, anh cứ lẽo đẽo đi theo Xuân Tóc Đỏ. Hắn ta đi đâu David đi theo đến đó. Hai người đi quanh trái đất mấy vòng đến nỗi toát hết mồ hôi nách. Xuân Tóc Đỏ vì nhìn thấy David quyết tâm báo thù nên đã quyết định giúp anh ta. Hai người lái ô tô dịch chuyển đi quanh thành phố. Tiếp theo là hai người đi đến sân bay. Nhưng chuyến bay của Emily đã hạ cánh 2 tiếng trước. Hai người bắt đầu chia nhau ta hành động. Xuân Tóc Đỏ về chuẩn bị trang bị vũ khí, còn David thì đi tìm Emily. David tìm đến quán bar mà Emily làm việc, nhưng Emily hôm nay không đi làm và nghe đồng nghiệp của Emily nói, ban nãy cũng có một ông mặc vest đầu bạc cũng đến tìm Emily. Rất nhanh David đã tìm được Emily trước tên thủ lĩnh. Ngay lúc đó tên thủ lĩnh cũng tìm đến nơi đây. David ngay lập tức dùng siêu năng lực đưa Emily đến nơi ẩn náu của Xuân Tóc Đỏ. Khi thủ lĩnh đầu trắng lên đến nơi thì David đã biến mất. Tên thủ lĩnh dùng đồ nghề đã tìm thấy dấu mà David để lại, và ông ta mang theo thiết bị có thể lần theo dịch chuyển của David. Rất nhanh ông ta và người của tổ chức đã tìm thấy nơi trú ngụ của Xuân Tóc Đỏ. Hai người đang trong lúc ẩn náu thì David bị phát hiện, chỉ với súng lưỡi người của tổ chức đã nhanh chóng bắt được David. Thủ lĩnh lấy dao ra để kết liễu David. Xuân Tóc Đỏ bất ngờ dùng một khẩu súng lửa tấn công. Ông, David cố gắng cởi trói. Xuân Tóc Đỏ dồn hết sức bằng một cú đấm lao về phía tên thủ lĩnh, khiến ông ta bay ra xa. Xuân Tóc Đỏ tiếp tục mang theo chiếc xe buýt đâm thẳng vào người ông ta. Nhưng với kinh nghiệm nhiều năm chiến đấu đã né được chiếc ô tô này. Vào thời khắc Emily gặp nguy hiểm thì Xuân Tóc Đỏ lại xuất hiện. Cậu tiếp tục dùng súng lửa bắn ông ta quay lại nhà của Emily. Cậu còn đuổi theo và trực tiếp đối đầu với ông ta. Ở bên đây Emily đã cởi được trói cho David. Ngay lúc đó Xuân Tóc Đỏ quay lại và nói rằng mình đã cài bom ở đó. Ba người chưa kịp đi thì đột nhiên có một sợi dây được bắn ra lên người của Emily, sau đó kéo cô đi mất. Xuân Tóc Đỏ không hề quan tâm đến Emily. Anh định kích hoạt quả bom mà anh đặt, nhưng Emily vẫn ở trong đó. Vì không muốn Emily chết, nhân lúc Xuân Tóc Đỏ không chú ý, David đã dịch chuyển bộ điều khiển đi xa. Xuân Tóc Đỏ cay mũi đuổi theo, lại tiếp tục những chuyến du ngoại trái đất, từ Roma đuổi đến kim tự tháp Ai Cập, đánh nhau trên đường cao tốc tại Paris, tiếp tục đuổi đến sa mạc, tiếp theo là xuống bể bơi, lao ra cả Nam Cực, đến tận cả chiến trường tại Uzbekistan, nhưng vẫn không ngừng lại. David ngay lập tức dịch chuyển Xuân Tóc Đỏ lên trên điện cao thế, vì dòng điện Xuân Tóc Đỏ không hề cử động được và đã bị kẹt trong đó. Cậu quyết định hành động một mình, cậu nhất định phải cứu được Emily. Quả nhiên bên phía tổ chức đã mai phục anh, David anh lại bị bắt một lần nữa. Tại lúc này, David chính thức kích hoạt được siêu năng lực của mình, mặt đất rung chuyển, mọi người đều bị ngã xuống, tiếp theo là cậu dịch chuyển cả căn nhà xuống hồ nước, sợi dây trói cũng vì thế rơi ra, ngay sau đó anh dịch chuyển đến thư viện, Emily tát anh ta tỉnh dậy, anh dịch chuyển Emily đến nơi an toàn, nghĩ đến những việc mà ông ta đã làm, và mối thù giết bố của mình, anh liền dịch chuyển ông đến một hang động trên đỉnh núi, phần đời còn lại lão ta chắc phải sinh tồn ở đây rồi. Một thời gian sau David đã đến gặp mẹ của mình. Cậu ta đến hỏi mẹ tại sao năm ấy lại bỏ rơi mình, mẹ cậu cũng tiết lộ, mẹ cậu là người của tổ chức, chuyên đi tiêu diệt những kẻ có siêu năng lực. Bà đã biết David có siêu năng lực từ nhỏ, nên bà có thể lựa chọn, một là thủ tiêu cậu, hai là bỏ rơi cậu. David đến đây cũng hiểu cội nguồn, hai mẹ con ôm nhau một cái ôm ly biệt. Sau đó David và Emily tiếp tục vẽ lên một mối tình đẹp, cảnh quay này cũng đã kết thúc bộ phim mất rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video, nếu thấy hay thì đừng quên cho mình một like và một đăng ký nhé. Hẹn gặp các bạn vào những bộ phim tiếp theo. Hello, xin chào tất cả mọi người. Các bạn cảm thấy bộ phim hôm nay như thế nào? Nếu các bạn thấy hay thì ấn like và đăng ký kênh của mình nhé. Và đừng quên để lại những nhận xét ở phần bên dưới nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp các bạn ở những bộ phim tiếp theo. Bye bye.